Cái vấn đề mà hiện nay tại nước Mỹ có rất nhiều tiểu bang đã gặp cái tình trạng khan hiếm xăng dầu, trở lại cái thời năm 70, thưa quý vị, người dân Hoa Kỳ phải đứng xếp hàng để mà mua xăng dầu. Và bên cạnh đó thì chính Tổng thống Joe Biden, ông cũng đã lên tiếng nói rằng ủng hộ cho chính phủ Nga. Ông nói rằng chúng ta chưa có những cái bằng chứng rõ rệt để mà kết tội chính phủ Nga đứng đằng sau cái việc vụ mà hacker attack vào trong cái website của cái công ty mà đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline, thưa quý vị. Và điều này đã dẫn đến sự việc mà khan hiếm dầu mỏ. Ở thời nào, lúc nào vậy sẽ có những cái thành phần gian ác, thành phần độc ác, lúc nào nó nghiên cứu cách nó phá. Bây giờ rõ ràng là đám này nó là ransom mà, có những nó đòi tiền chuộc. Một hình thức là chúng ta thấy bây giờ nó tấn công trên mạng, nhưng mà nó công khai nói là Hoa Kỳ có như phải trả tiền chuộc thì nó mới mở ra, giống như quý vị bị lock lại đó, vì nó unlock ra cho mình, coi như nó có một cái password đi. Bây giờ vì lý do nào chúng làm cản trở xăng dầu mình sẽ lên rất lên giá, đặc biệt miền Đông Nam người ta nói sẽ rất là lên giá, và các xe sẽ phải, nếu không giải quyết xong có thể tình trạng xe phải ù tắc giống cái thời kỳ mà chúng tôi mới qua khoảng thập niên 80 đó, kỳ mà khủng hoảng năng lượng 79 do cuộc cách mạng Hồi giáo của ông Ayatollah Khomeini, là cái ông trước cái ông giáo chủ này mà cũng là đều là Ayatollah, mấy ông đó là mấy giáo chủ đầy quyền lực, mà hồi đó là ông ép Hoa Kỳ đó, mà chúng tôi lúc đó hàng xe dài, các vị biết không, cả một cái crisis không có xăng. Bây giờ chúng ta đang có thể đi vào cái đó, chính vì thế họ nói cái vùng Đông Nam, các tiểu bang Đông Nam là bị nặng nhất, bởi vì ảnh hưởng cái đường dây nó hơn tới 5.500 mai là. Và bây giờ nó phá bằng cách đó, quý vị thấy không? Bằng cái đó là bây giờ Hoa Kỳ phải tìm cách như thế nào đó để nghiên cứu, đang nghiên cứu đây, và tránh cho những cái tương lai. Chứ phải vì cái này ít dễ chúng ta bị cái này, nhưng mà chúng ta học được bài học gì đó. Chứ nếu mà thỉnh thoảng trong tương lai mà nó cứ phá hoại như vậy thì rất là mệt. Bởi vì cái chúng ta cũng hiểu là cái tin sơ khởi thì họ biết là một cái nhóm này nó có thể là nó gốc từ bên Nga hoặc là Đông Âu. Dark Side đó, có cái tên cái mạng đó. Tuy nhiên bây giờ mình chưa dám quả quyết, mà dĩ nhiên là ông Nga thì ông chối dữ lắm, ông thề là không có, là tôi không dính gì tới cái này, nhưng chúng ta cũng chưa biết được. Nhưng mà cái tin này chắc chắn sẽ còn làm những ngày sắp tới Hoa Kỳ sẽ phải đối đầu. Và ý chúng tôi mới nói là trong tương lai phải có những cái thành phần, phải có những cái đội ngũ đặc biệt để khi có gặp những chuyện như vậy mình phải giải quyết được ngay. Còn nếu nó có thể làm cho Hoa Kỳ bị trì trệ một thời gian nếu chúng ta không có đủ xăng dầu. Và bây giờ quý vị thấy ngay chúng ta là cái dầu nó lên quá trời đó, vì thấy giá xăng lên rõ ràng đó, người tiêu thụ bình thường như mình là thấy ảnh hưởng rồi. Trong tương lai có thể nếu còn khó khăn nó còn có thể lên nữa, thưa quý vị.